Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Nêu Mười TV Ngày hôm nay thì Nêu Mười sẽ kể cho quý vị, cô chú, anh chị nghe qua một cái câu chuyện xảy ra với hai người bạn thân Hai người bạn rất là thân luôn Và cả hai là sống cùng quê và trưởng thành cùng nhau Và cũng như là gia thế hai bên gia đình của hai cái người bạn này đều giàu có như nhau cái câu chuyện này nó xảy ra như thế nào và cái kết thúc của câu chuyện này nó có hậu hay là nó vô hậu thì xin mời quý vị cô chú anh chị mình nghe hai người bạn thân này một người thì tên là mai thoa và một người tên là tính hai người này là hai người bạn rất thân với nhau về gia cảnh đôi bên thì cả hai đều xuất thân trong gia đình rất là khá giả ở miền tây và quê thì cùng nhau cho nên là hai người thân từ thở thiếu thời cho tới lớn và cả hai gia đình đều giàu có hai người bạn thuộc dạng như là mây tầng nào thì gặp gió tầng đó nên là cả hai rất là thân và cả hai người tính cách cũng na ná giống gần nhau có nghĩa là gia đình giàu có quá cho nên là cả hai không cần phải suy nghĩ về cơm ăn áo mặc quý vị cả hai cái người bạn thân này đều là gì tối ngày là chỉ có biết ăn xài uh, tiền của gia đình và không có suy tính cái chuyện là phải đi làm để bươn chảy và nói về cái chị tính này thì chị này là chỉ sống ở quê an nhàn và được hưởng một cái sự đời sống một gọi là sung túc từ phía gia đình của chị chu cấp cho chị. Chị không cần đi làm, ở nhà chị vẫn có thể là ăn xài tiêu pha tiền thoải mái. Về chị Mai Thoa đó thì được gia đình là cho qua bên Mỹ để đi học. Nhưng mà nói là qua bên đó để đi học thôi quý vị, nhưng chủ yếu là không phải để qua đó để mà học mà chủ yếu là muốn qua đó để mà tìm cho chị Mai Thoa một cái tấm chồng rồi cho chị định cư ở bên Mỹ luôn. Thì uh, sau một thời gian cái đôi bạn thân này bây giờ tách ra, chị Thoa Mai Thoa thì bây giờ đi qua bên Mỹ sống, uh, đi qua bên Mỹ mang tiếng là đi du học nhưng thật ra qua đó đi kiếm chồng. Uh, thì bây giờ giữa chị Mai Thoa nè và bà, cái chị tính ở bên Việt Nam nè, bây giờ gọi là hai người bạn xa nhau thường xuyên giữ liên lạc qua lại gọi điện nhắn tin và nói chuyện uh, tám chuyện với nhau nhiều lần á thì chị Mai Thoa cũng tâm sự là chỉ tìm hoài mà chỉ chưa có người ưng ý à, nếu như mà cái người đó đó mà người ta gọi là được như ý của chị thì người ta lại không thích chị à, người ta không muốn xác định mối quan hệ lâu dài với chị tức là vợ chồng với chị mà người ta chỉ muốn vui chơi qua đường còn đối với cái người mà chỉ cảm thấy là chỉ không thích nó không có hài lòng chỉ nó không có vừa ý chỉ thì những cái người đàn ông đó đến với chị thì lại xác định lâu dài nhưng mà chị đâu có thích đâu tại vì không có đủ theo như cái điều kiện chị mong cầu thì chị mai tho này chỉ điện về thường xuyên nói chuyện qua lại chị tính ở bên việt nam và đôi bạn này tâm sự và chỉ kể cho chị tính nghe là như vậy bây giờ qua bên mỹ quý vị à cốt lỗi là đi tìm chồng nhưng mà tìm không có thấy là đối tượng nào phù hợp để là yêu đương hay là phát sinh tình cảm để mà tiến xa thì trong lúc này chị tính ở bên việt nam quý vị chị đâu có đi học tử tế đâu à, học xong cấp 3 thì chị cũng không có đi lên sài gòn đi học đại học hay gì cả mà cũng không có đi nước ngoài nước ơ hết trơn mà chị chỉ ở nhà à, lúc này thì chỉ chờ chừng nào mà gia đình sắp xếp cho chị một cái công việc gì đó để mà phụ gia đình thì chỉ làm còn nếu không có thì chỉ cứ ở nhà nhịp chân mà xài tiền thì à, gia đình do là thấy cái bản chất của con mình ba mẹ thì à, hiểu tính của từng đứa con mà cho nên là ba mẹ của chị tính biết là con gái mình á, nó sẽ không có làm nên chuyện Thành ra là ba mẹ của chị tính tính cái đường á là xác định cho con mình có được một cái cuộc sống yên phận đó là tìm cho nó một cái người chồng mà một cái người chồng mà gọi là khá giả để có thể là thay mình nuôi nó tiếp cái quãng đời của nó về sau. Bây giờ cha mẹ nuôi con thì tới một cái lúc nào đó cha mẹ cũng phải lá rụng về cội thôi, mà bây giờ nếu như cái đứa con đó mà nó không nên thân nên hình được thì ba mẹ phải tính cái đường là có một cái tấm chồng tốt để mà về sau á nó có thể nương nhờ vào cái người chồng của nó, đúng không quý vị? thì bây giờ là ba mẹ của chị tính á là suy nghĩ là con mình bây giờ nó không có làm lên được cái gì đâu nó làm cái gì là hư bột hư đường cái đó nên là hai ông bà mới quyết định là đi tìm chồng cho con thì trong những cái mối quan hệ làm ăn rồi giao du bạn bè rồi quen biết rộng rãi của ba mẹ chị tính thì cuối cùng tìm cho chị tính được một cái tấm chồng đó là đây là con trai của một cái ông đó là bạn với lại ba chị tính À, nhưng mà có điều là cái anh này ảnh lại ngược lại với lại chị tính anh này là ảnh lại học rất là cao à, và ảnh đi lên sài gòn ảnh học à, bây giờ ảnh ra trường và ảnh đang làm kỹ sư xây dựng à, hiện tại thì ảnh đang nắm cái vai trò là kỹ sư phó tại cái công trình những cái công trình mà xây nhà ở rồi này kia ảnh à, đang phụ trách quý vị thì khi mà gia đình nó chấm ra được cái người con trai đó và, và lại là ba của cái anh này lại là bạn với lại ba của chị tính nữa sau khi mà đôi bên gặp cho cho hai cái người này gặp nhau á thì dĩ nhiên là cái anh đó ảnh không có nảy sinh tình cảm với chị tính liền tại vì á, thật ra mà nói là chị tính này nè chị không có được đẹp cho lắm quý vị nhưng mà chỉ được một cái là gia đình của chị giàu có bề thế đúng không à thì cái anh này nè lúc mà coi mắt chị tính á, ảnh cũng chưa có gọi là thích yêu đương liền hay là muốn cưới nhưng mà do là cái anh này ảnh có hiếu và cộng thêm nữa là anh thấy là cái cô này cũng lịch sự sinh ra trong một cái gia đình cũng thuộc dạng như là giàu có Thì hai bên nó cũng là môn đăng hộ đối Nên là ảnh đồng ý đến với cái mối hôn sự này và cưới cái chị tính này quý vị thì cái anh này á, là mình xin giấu tên là mình chỉ nói là anh này tên đờ thôi quý vị nha Tại vì nói chung á, là trong câu chuyện này anh này anh không có liên quan Thì mình nên mình nên bảo mật cái tên của người ta một chút Cái đó gọi là quyền riêng tư cá nhân quý vị thì khi mà cái chị tính này chỉ đến với cái cuộc hôn nhân của anh ông à, cái anh đờ đó đó thì cái điều kiện của anh đờ đó gia đình ảnh cũng giàu và anh đờ này lại là gì kỹ sư xây dựng mà quý vị biết là kỹ sư xây dựng mà làm kỹ sư phó những cái công trình nói nào ngay là lương cũng khá là cao quý vị à, thì dĩ nhiên là anh đờ này ảnh thừa sức để mà cho chị tính có được một cái cuộc sống mà nó nhàn nhã về sau kể từ khi mà chị tính à, làm đám cưới với lại cái anh đờ hai người cưới nhau á thì anh đờ này á ảnh xây cho chị tính một cái căn nhà to và tách ra ở riêng à, mua một căn nhà ở dưới quê và tách ra ở riêng quý vị biết không bây giờ thời buổi bây giờ lấy chồng mà lại giống như ngày xưa mà gã giống như là trong cái ngồi gọi là hoàng tộc vậy đó giống như thời thời vua chúa vậy đó à, gã công chúa đi mà có người hầu đi theo á là cái hoàn cảnh của chị tính là giống vậy khi mà đi lấy chồng rồi anh đờ xây nhà riêng rồi hai vợ chồng sống tư riêng rồi nhưng mà khi chị tính qua bên căn nhà đó sống cùng anh đờ là có uh, ba mẹ của chị tính nó có cho cái người giúp việc cái cô giúp việc ở bên nhà đó là cái cô đó là giống như là làm lâu năm hiểu tính hiểu ý trong của của từng người trong gia đình á là ba mẹ của chị tính đó, cho cái cô đó đi theo chị tính qua bên nhà của hai vợ chồng anh chị để mà làm uh, làm uh, phục vụ trong nhà đó lau chùi dọn dẹp u xin trong nhà đó tại vì cái cô này rất là hiểu tính của người thân trong gia đình chủ cũ Thành ra là hiểu luôn cả tính của chị tính luôn Thì khi mà cái cô giúp việc này cô đi qua bên đây cô làm Một phần là tính là tương lai xa Nếu mà chị tính mà chị ở với cái anh đời này mà có bầu á Thì cái cô này cổ thuộc dạng như là làm giúp việc Nhưng mà cổ lớn tuổi rồi cổ có kinh nghiệm chăm em bé luôn Thì nếu như về sau mà chị tính có mang thai có sanh ra Thì cô này cũng là vú nuôi của cái đứa con chị tính luôn thì ba mẹ chỉ tính tính cái đường xa cho con mình là quý vị đã thấy rằng á, là cơ bản là quý vị cũng thấy là gia đình chị tính á ba mẹ chỉ rất nuông chiều chị gọi là nuông chiều vô cùng và luôn là muốn trải thảm đỏ cho con mình đi thì dĩ nhiên là nói tới đây thì quý vị cũng thấy là cuộc đời chị tính mang tiếng là lấy chồng rồi đã là phụ nữ có gia đình nhưng mà nó không khác gì so với hồi lúc chị độc thân bởi vì bây giờ ở nhà chị cũng không có đụng móng tay móng chân gì cả giặt giũ cơm nước sữa chén lau nhà gì đều có người làm cả À, thì cái ngày mà chị tính nó có tin lấy chồng là cái người kỹ sư giàu có và cưới xong là lay xây liền một cái căn biệt thự tách ra ở riêng thì cái chuyện đó đó cái chị tính này nè chị cũng tâm sự điện qua bên Mỹ tâm sự với lại chị Thoa tâm sự với chị Mai Thoa bên đó thì dĩ nhiên con gái với con gái quý vị dù là có thân gỡ cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà nó ngộ lắm thế mà con gái với con gái là đường nào chơi chung lâu ngày cũng phải có xin đố kỵ thì bây giờ khi mà chị Mai Thoa qua bên Mỹ, mang tiếng là qua bên Mỹ để đi du học đúng không? Qua bên đó bao la trời biển biết bao nhiêu cái sự lựa chọn Nhưng mà chờ bây giờ gần một năm hơn qua bên Mỹ rồi mà vẫn chưa tìm được một cái tấm chồng ưng ý Để mà à, kết đôi và sống định cư bên Mỹ Thì khi mà nghe tin á, là con bạn mình nó lẹt phẹt lẹt phẹt Nó không có đi qua bên Mỹ đi học gì cả Hết lớp 12 là nó ở nhà rồi xong rồi vậy mà cuối cùng bây giờ cuộc đời của nó lại im ấm chăn ấm niệm im tối ngủ có chồng bên cạnh à, chồng giàu có chồng có học thức có địa vị đúng không thì dĩ nhiên lúc này thì cái chị mai Thoa chỉ trỗi nổi lên cái sự đố kỵ là tại sao mình lại lặn lội đi qua bên mỹ đi kiếm chồng cực khổ như thế này mà tối ngủ phòng không mong quảnh một 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 mình à, cô đơn lạc lõng không có cái bờ vai của người đàn ông mà đã vậy rồi tự nhiên qua bên đây không có được người hầu kẻ hạ nữa qua bên đây cái gì cũng phải tự làm còn không tự làm là phải ra đường toàn là ăn fast food ăn đồ ăn bên ngoài thì tiện chỉ thấy ủa tại sao mà mình phải qua mỹ mình khổ như vậy mà trong khi con bạn mình nó cà hơi cà hơi nó ở dưới quê vậy mà bây giờ nó lại sướng à, vô tình bây giờ nó lại gì có nhà có cửa đề quề có chồng ngon lành đồ này kia rồi có cơm bưng nước sốt ngon vậy mà tự nhiên mình giờ mình qua đây mình cực làm chi mà trong khi nói về cái xuất phát điểm á, thì cả hai đều giàu như nhau đều sinh ra trong gia đình giàu bề thế như nhau mà tự nhiên bây giờ con bạn mình nó nó ok còn mình thì bây giờ không ok thì nó kỳ quá đúng không rồi cộng thêm một cái nữa là do đó bây giờ nếu như mà trường hợp ở bên mỹ mà tiếp tục kéo dài thời gian tìm à, thì chỉ cảm thấy cũng đã quá là mệt mỏi với cái chuyện đi tìm chồng do là một phần không phải là không có đàn ông mà ở bên đây quý vị không có chồng việt kiều được hay là không có chồng tây được mà là do chị mai thoa này chỉ đặt ra cái tiêu chí nó cao quá cho nên không có người phù hợp quý vị bây giờ chỉ hạ tiêu chí xuống thì chị không chịu tại vì trong đầu chị nghĩ là chỉ à, con nhà danh giá giàu có đúng không À, đi qua bên mỹ này à, đi tìm chồng á. mà bây giờ à, con bạn mình nói dưới quê nó cà hời cà hời mà nó kiếm đường chồng á, học thức trình độ cao ở bên ở bên việt nam mà chẳng lẽ nào mình bây giờ mình qua bên mỹ mình phải kiếm hơn như vậy một cái người đàn ông phải trình độ hơn như vậy à, giàu có địa vị hơn cái thằng chồng của con tính ở bên việt nam chứ tại, tại sao mà bây giờ qua bên mỹ mà mình lại đi tìm một cái người việt kiều bình thường đi làm hãng đúng không làm gì có chuyện đó hoặc là thí dụ như đi tìm một cái thằng tây nào đó mà giống chung làm lương nhân phòng lương này kia thì nó quá là bình thường đi nó quá là bèo đi trong đầu của chị chỉ nghĩ vậy cho nên tìm là phải tìm dạng như là đại gia bên Mỹ nè, uh, danh nhân bên Mỹ nè, những người đàn ông thành đạt nè. Nhưng mà những người đó nếu mà có thì người ta lại không thích chỉ. Người ta không không quan tâm tới chỉ, tại vì trong mắt người ta có thể tìm được những người tốt hơn chỉ nữa, tự nhiên không vô chỉ chi đúng không? Tại người ta quá nhiều tiền, người ta có thể là nâng cái uh, nâng cái yêu cầu của người ta lên cao hơn nữa, người ta tìm một cái người con gái xuất sắc hơn chỉ nữa. Thành ra bây giờ nếu mà chỉ hạ tiêu chí xuống á thì chỉ không chịu mà bây giờ chỉ để cái tiêu chí cao đó thì những người đàn ông ở tiêu chí cao đó người ta lại không chịu chỉ và cái chuyện nó cứ kéo dài kéo dài mãi bây giờ hơn một năm mà không có được một cái tấm chồng đàng hoàng tử tế để mà gọi là yên thân yên phận bên mỹ quý vị thì chỉ ngồi á đêm nào đêm nào đúng rồi đêm nào chỉ nằm chị cũng suy nghĩ từ ngày mai nghe cái chuyện mà chị tính lấy chồng rồi bây giờ chị tính xây biệt thự rồi bây giờ uh, chị tính sống an nhàn có giúp việc ở nhà rồi này kia vậy thì tự nhiên bây giờ chị giống như là đêm nào ngủ cũng gác tay lên trán suy nghĩ trầm tư uh, bây giờ không biết làm sao thì sao nhiều đêm liên tục trăn trở quý vị chỉ chịu đựng chị chị mai tho chỉ chịu, chịu đựng hết nổi quyết định quay về việt nam và bỏ ngang cái việc học tiếp bởi vì là gia đình nuông chiều gia đình ở bên việt nam đâu phải là thuộc dạng nghèo hèn gì mà để bắt buộc là không được về việt nam cho nên khi mà chỉ điện về việt nam chỉ báo tin là bây giờ chỉ không muốn ở bên mỹ tiếp tục nữa mà chỉ muốn quay về việt nam ở luôn thì gia đình ban đầu cũng có lời khuyên ba má chị cũng khuyên nhưng mà chỉ khăng khăng á và chỉ đưa ra những cái uh, giống như là những cái đe dọa giống như là nếu mà ép chị ở bên mỹ tiếp tục với là chỉ một hồi nữa là chỉ uh, kiểu tan 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 đúng không bà nói thẳng vậy luôn bà nói nếu giờ mà gia đình ép bà quá là bà bên đây bà bị trầm cảm bà bị tan 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 luôn thì dĩ nhiên là ba má nghe vậy thì quản quý vị cho nên là quyết định là thôi bấm bụng để cho nó đi về việt nam trở lại thì cuối cùng á sau khi mà chị thoa đó dãy nãy dãy nãy đòi quay về Việt Nam thì khi mà trở về Việt Nam từ ngày mà quay về Việt Nam ở với gia đình à, sáng cái ngày đầu tiên về Việt Nam à, xong á qua ngày hôm sau á là buổi sáng đầu tiên á là chị à, mai thoa này là tìm ngay tới cái nhà của chị tính tới đó để thăm con bạn thân của mình đem theo nước hoa và mỹ phẩm này kia đem qua đó để làm quà cho chị tính thì khi mà mang theo rất là những nhiều những cái món đồ giá trị mua ở bên mỹ đem về làm quà cho con bạn thân mà còn mua rượu cho cái ông đờ anh đờ chồng của chị tính nữa để mà làm làm thân với lại chồng của bạn mình luôn thì lúc này quý vị chỉ tới chỉ đem rất là nhiều quà cáp tới mà toàn là giá trị thì dĩ nhiên là trong mắt của cái anh đờ chồng của chị tính lúc này cũng có một cái ấn tượng gì đó hơi ngạc nhiên với cái cô bạn này sao mà cũ sọp quá kiểu dạng vậy thì cũng có một chút gì đó gọi là cái thiện cảm một cái ấn tượng ban đầu khi mà đôi bên gặp nhau tại vì cái hôm mà đám cưới của hai người này á là chị Mai Thoa chưa từng về đây dự Cũng chưa từng có bao giờ Có một cái cuộc nói chuyện qua video video call nào Mà nhìn thấy mặt chồng của chị Tính cả Đây là lần đầu tiên đôi bên gặp mặt nhau Và gặp nhau trực tiếp bên ngoài Thì sau khi mà bây giờ chị Mai Thoa về lại Việt Nam rồi Và sống ở dưới quê lại rồi thì ngày 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 chị Mai Thoa lại tiếp tục là đi chơi giống như là qua lại qua lại nhà của chị Tính chơi rất là thân bởi vì bây giờ chị Tính là mang tiếng là đã có chồng rồi không thể nào qua nhà chị Thoa được bây giờ chị Thoa thường xuyên qua nhà chị chị Tính chơi ăn uống và đôi khi là những cái lúc mà anh đờ chồng của chị Tính đi theo công trình không có ở nhà đó là chị Mai Thoa nó qua bên nhà của chị Tính ăn uống bên đó và ngủ lại qua đi ở bên đó luôn thì cái đôi bạn này gọi là rất là thân từ hồi trẻ mà cho tới bây giờ là lớn như vậy là vẫn còn rất là thân quý vị thì thấm thoát quý vị chị tính bây giờ là mang thai cái đứa con đầu lòng mỗi ngày thì từ ngày mà chị tính có có con thì chị mai thoa đó lại càng qua bên nhà chị tính nhiều hơn mỗi lần qua đó là sách theo nhiều những cái đồ bổ qua cho bạn của mình dùng quý vị nói chung là chăm sóc giống như là tỉ mụi giống như là chị em ruột thịt thương nhau vô cùng thì có những cái lúc á chị Thoa chỉ còn ngủ lại qua đêm để thường xuyên để mà gọi là gì tâm sự hữu hỷ với chị Tính những cái lúc mà chị Tính không có chồng ở nhà bây giờ hai người thân nhau có thể nói là giống như là tỷ muội ở trong mấy cái bộ phim kiếm hiệp mà mình coi vậy đó quý vị và bây giờ những cái đêm mà hai người thủ thủy nằm chung tâm sự chị chị Thoa đó với lại chị chị Tính hai người tâm sự với nhau thì bây giờ chị Thoa chỉ mới nhiều lúc đó, quý vị chỉ tỏ vẻ cái kiểu mà giống như là buồn mang mát mang mát bởi vì á, là cứ thấy bạn của mình á, là chị tính bây giờ đã có chồng mà bây giờ lại đang mang thai Mà mình thì bây giờ tới bây giờ mình vẫn chưa có ai bên cạnh để mà an ủi cái tấm thân Thì những cái lúc mà nằm chung với lại chị tính chị Thoa cố tình là đưa ra cái vẻ mặt rất là buồn bã à, Thì những cái lúc đó chị tính á, chị thấy bạn mình buồn quá chị cũng động viên quá gì nhưng mà thật sự mà nói nếu mà so ra đó thì hai người cùng tuổi nhưng mà cái vẻ ngoài á nha mình nói là cái vẻ ngoài á thì chị mai tho này đẹp gái hơn là chị tính rất là nhiều quý vị mà trẻ hơn so với chị tính nữa thì có thể là một phần là bởi vì là chị thoa là kiểu dạng như là phụ nữ chưa có chồng chưa có con chưa có gia đình quý vị họ không có nhiều những cái sự mà rầu lo suy nghĩ hay này kia nói chung là mình cũng cũng không có rầu lo gì à, chị tính lấy chồng cũng sướng phây phây chứ có rầu lo gì đâu nhưng mà nói chung á là ngộ lắm thể mà phụ nữ mình đã vô cái cổ kiểu mà dạng như đã có chồng Rồi lập gia đình là nó khác với phụ nữ lúc còn độc thân à nó ngộ lắm bây giờ dù là có không làm đụng móng tay nó cũng phải có gì đó gọi là nó cứng hơn một chút so với họ còn con gái thì bây giờ chị 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 tính chị muốn động viên chị mai thoa chị mới nói là mặc dù á, hai đứa mình là bằng tuổi nhau nhưng mà vẻ ngoài của thoa đẹp hơn tôi nhiều giống như là nói vậy để động viên chị thoa không đẹp hơn tôi trẻ hơn tôi cho nên chắc chắn tương lai là thoa sẽ tìm được một người tốt hơn chồng của tôi nữa không thì chị tính chị thương chị thấy chị thoa cứ buồn 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 nằm với mình mà cứ buồn buồn hoài chị mới động viên tinh thần nói là như vậy quý vị nhưng mà mặc dù là có cố gắng á, là khuyên chị Tho, động viên chị Tho và tìm cách để cho chị Tho ờ uh, khỏa và quên đi cái chuyện đó. Nhưng mà dù có cố khuyên á, thì chị Tho này chỉ vẫn cứ buồn buồn, uh, buồn 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 vậy đó quý vị. Cứ cảm giác giống như là uh, giống như là vui mà vui gượng không? Cứ cô cảm giác nó cứ kiểu cô đơn trống trải của một cái người phụ nữ mà thiếu đàn ông á. Thì bây giờ quý vị quá thương cái người bạn thân mà tỉ muội này của mình. Cho nên là chị tính chị mới thủ thủy với cái ông chồng của chị là cái anh đờ á mới nói là vào những cái bữa mà chồng ở nhà đó chỉ mới tâm sự chỉ nói với chồng chỉ là anh ông ông có cái người anh có người bạn nào mà cũng độc thân hoặc là chia tay vợ hoặc là vợ mới mất vân vân mà vẫn còn ngon lành mà có tài chính tốt thì anh làm mai cho thoa bạn em anh thấy thoa rồi đó nó ở bên mỹ nó mới về về ngoại hình vóc dáng thì anh thấy nó cũng ấn tượng rất là rất là nói chung vẻ ngoài rất là bắt mắt chỉ có mỗi một cái điều đó là bây giờ nó chờ có một tấm chồng nó cũng muốn yên phận mà chờ hoài cái duyên nó không tới bây giờ thôi thì bây giờ thấy nó em có gia đình rồi nó chưa có thì giống như nhiều lần bạn bè gặp nhau thấy nó buồn thôi thì bây giờ anh giúp đi anh thấy anh thường cái công việc của anh là làm kỹ sư xây dựng là anh sẽ gặp rất nhiều đàn ông tại vì cái môi trường làm việc đó đa phần là phái nam không à thì nếu như mà anh gặp những cái người đàn ông á, mà ở cái địa vị cỡ anh hoặc trở lên mà người ta tốt á, thì anh giới thiệu cho con bạn em thì khi mà nghe bà tính á, nghe chị tính á, vợ của mình nói vậy quý vị anh đờ này á, ban đầu á, ảnh cũng hơi sượng sượng tại vì hồi nào giờ ảnh chưa có không lẽ nào đi giờ mình đi gặp thằng bạn mình mình nói ê ê ê mày, mày mày tao có con nhỏ bạn của vợ không lẽ nói vậy thì kỳ ban đầu ảnh cũng lượn sượng ảnh không có định nhận cái chuyện mà làm mai làm mối tại người ta cũng nói là trong đời ngu, ngu nhất là đi làm mai quý vị à, thì ảnh mới lượn sượng ảnh không có định như vậy nhưng mà do đó ảnh nghe là chị tính thủ thủy mà chị tính năn nỉ là vợ anh nó năn nỉ mà chị tính lại đang có thai mà thấy có vẻ vợ mình cũng buồn lây luôn có nghĩa là vợ mình thấy một bạn nó buồn cái tự nhiên vợ mình kiểu cũng sầu sầu luôn ảnh mới sợ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng ảnh mới uh, ừ giống như là ừ luôn quý vị cũng chấp nhận luôn là sẽ cố gắng là uh, trong những cái mối quan hệ của ảnh làm ăn hay là những cái người đồng nghiệp á, nếu mà có ai ok thì ảnh sẽ làm mai cho nhưng mà anh nghĩ giống như là cái đó chỉ là nói phú phạt thôi nhưng mà cái chuyện đó chắc cũng khó nhưng mà rồi quý vị à, bởi vậy nhiều khi người tính không bằng trời tính thì à, bây giờ sau khi mà các anh đời chồng của chị tính đồng ý xong thì à, thấm thoát tới cái ngày mà chị tính vợ ảnh vợ ảnh sinh được đứa con gái đầu lòng vào cái hôm mà tổ chức đầy tháng cho con gái đó thì các anh đời này nè ảnh mới mời bạn bè đồng nghiệp đồ này kia tới dự cái ngày hôm đó vậy và cũng trong cái ngày hôm đó luôn trong cái buổi mà có bạn bè của anh đờ nè đồng nghiệp nè những cái người mà dạng đối tác làm ăn qua lợi nè ảnh mời tới dự cái tiệc tày tháng con ảnh thì trong cái ngày hôm đó cũng là cái ngày anh đờ á, giới thiệu với lại chị thoa bạn của chị tính á, một cái người đàn ông đó là tên n và anh đờ anh giới thiệu á, là cái anh n này á là phải nói là hơn ảnh á, là 3 tuổi và anh này á, bây giờ đã có một cái công ty chuyên thiết kế thi công công trình ảnh mới mở công ty được khoảng độ gần năm nay thôi ngày xưa đó là ảnh cũng là xuất 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 xứ là cũng từ kỹ sư trưởng à, làm những cái công trình này kia nhưng mà những công trình lớn sau đó thì ảnh có vốn liếng rồi này kia thì ảnh mới mở ra thành một cái công ty bây giờ ảnh tách ra anh làm chủ ảnh thành là giống như là làm nhận 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 thầu xây dựng những cái thiết kế thi công công trình đó Quý vị. thì khi mà trong cái ngày mà đầy tháng cũng là cái ngày mà giới thiệu ra mắt cho hai bên gặp nhau trong cái bữa hôm đó thì dĩ nhiên là trong cái cuộc gặp gỡ nói chuyện ngày hôm đó thì cũng cho hai người này gặp gỡ và nói chuyện riêng thì à, lúc này quý vị cái anh n này ảnh mới à, tự giới thiệu bản thân của ảnh và ảnh cũng bộc bạch thật sự luôn cho chị tho nghe qua về cái hoàn cảnh ảnh hiện tại ảnh nói với chị tho là ảnh hiện tại là vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ của ảnh là mới xong thôi trước đó là hai vợ chồng ảnh ly thân một năm đó thì hiện tại thì ảnh cũng nói thiệt với chị tho là ảnh với vợ ảnh ly hôn rồi thì bây giờ ảnh vẫn có trách nhiệm là nuôi hai đứa con một gái một trai bây giờ vợ ảnh đi lấy đi cặp người tình khác rồi đi với người tình khác đúng không thành ra là hai đứa con bây giờ là một tay ảnh là ảnh lo hết về đời sống về vật chất mọi thứ là ảnh lo ảnh phụ trách lo hai đứa con ảnh cũng nói thiệt tình là bây giờ ảnh có một gái một trái trên sài gòn và hai đứa nó đang sống cùng ảnh ở trên sài gòn thì ảnh có tổng cộng là ba căn nhà hai căn á, là để cho thuê và một căn á, là ảnh gọi là nhà chính của ảnh để mà ảnh ở cùng với hai đứa con và ảnh cũng nói với chị tho luôn là nếu như sau này á mà tương lai xa đó nha nếu mà ảnh với chị tho mà đến được với nhau làm vợ làm chồng á ảnh dự định là ảnh sẽ mua một lô đất ở dưới quê ở ngay chỗ quê của chị chị thoa nè ảnh sẽ mua một cái lô đất ở đây và dự kiến là ảnh sẽ xây lên à, theo kiểu cái mô hình là nhà ở nhưng mà bên trong đó là ảnh sẽ cho xe phòng xe phòng quý vị và ảnh sẽ xây lên làm 3 tầng là ảnh nói với chị thoa nha nhưng mà cái đó là đường dài nếu như mà ảnh lấy vợ là chị thoa đó thì ảnh mới mua đất ở đây và ảnh đầu tư ảnh làm kiểu dạng vậy còn nếu như không thành thì thôi ảnh sẽ sống chính là ở trên Sài Gòn Ảnh cũng nói thật luôn là tại vì trên Sài Gòn ảnh còn hai đứa con Dù bây giờ có đến với chị Thoa hay là không đến với chị Thoa Thì cái nơi mà ảnh sống chính vẫn là ở Sài Gòn Ảnh nói thẳng nha với chị Thoa ngay từ đầu Thì khi mà nghe như vậy quý vị chị Thoa chỉ trong bụng nha thì dĩ nhiên lúc đó đối với chị là cả một cái bầu trời mơ ước bây giờ nó đến trong tay chị rồi nó gọi là trong tầm tay rồi em hỏi quý vị là bây giờ chỉ mơ ước là có một cái người hơn anh đờ chồng của chị tính À, hơn về cả trình độ hơn về cả cái sự giàu có và cũng như là về vị trí xã hội mọi thứ đều hơn thì bây giờ coi như là hạ hả, hả lòng hả dạ rồi bây giờ gọi là ảnh chị chị thôi bây giờ gọi là mở cỡ trong bụng rồi bởi vì những cái gì mà mình mong đợi mình ấp ủ và mình gọi gì nôn nao và lo lắng là mình thua bạn mình bây giờ ngày hôm nay tự nhiên có người á là ok thỏa được hết tất cả và nó đang ở trước mắt mắt của mình đây nó trong tầm tay của mình đây nếu như mà mình không hốt á thì coi như là nó sẽ hụt và hụt rồi chưa chắc có cái người khác ưng ý như vậy thì bây giờ chị thoa là chị không màng tất cả chị không màng cái vấn đề là anh này đã có đã ly hôn vợ và đã có con riêng và chị cũng không màng cái chuyện là cưới nhau rồi thì anh này sẽ ở chính sài gòn hay là anh này ở với chị dưới quê chị không quan tâm miễn sao bây giờ chị lấy được một người chồng như cái anh n này là được anh n hơn anh đ là được dạng vậy đó quý vị thì sau cái lần mà gặp gỡ trong cái tiệc đầy tháng đó đôi bên cho số phone qua lại rồi cũng thường xuyên là anh n này cũng đi đi về về kiểu như là cặp bồ á cũng đi đi về về dưới quê để mà thăm chị rồi chở chị đi chơi hoặc là có những cái lần á mà anh nhớ chị á là anh sẽ kêu tài xế từ sài gòn lái xe về dưới đó đón chị đi lên sài gòn chơi và ngủ lại qua đêm ở trên nhà của ảnh cũng như là cho chị gặp gỡ hai đứa con riêng riêng của ảnh quý vị thì lúc này quý vị sau khi mà cái tình cảm quen biết nhau và tìm hiểu nhau trong vài tháng sau thì chị thoa và anh n quyết định là đi đến hôn nhân à ban đầu á, là cái anh n này ảnh cũng suy nghĩ là chị tho đó, à, cũng có khoảng thời gian sống bên mỹ bởi vì là nghe cái anh đờ chồng chị tính anh đờ cũng là bạn bè trong cái giới làm kỹ sư xây dựng quen biết nhau thì nghe anh đờ giới thiệu về cái hoàn cảnh xuất thân của chị tho này khá là ok gia đình thuộc dạng bề thế mà chị này cũng đã từng có khoảng thời gian sống bên mỹ hơn một năm thì khi mà anh nợ anh nghe như vậy anh cũng nghĩ là à, bây giờ anh chia tay cái người vợ trước đúng không thì bây giờ anh cưới cái người vợ mới thì cái người vợ mới nó phải tốt hơn cái người vợ trước chứ có ai đời mà đi bỏ chồng chồng kia đi đi bỏ chồng bỏ vợ cũ mà đi lấy chồng mới vợ mới nó tệ hơn đúng không đâu có đâu có ai muốn cái điều đó ngoại trừ là người ta yêu quá thì thôi còn nếu như mà không có, cái sự lựa chọn á thì người ta sẽ cân đo đong đếm và người ta sẽ chọn cái người mới nó tốt hơn cái người cũ đó thì cái lúc này quý vị à, trong lòng của anh nờ anh mới thấy là chị thoa đó đáp ứng được những cái tiêu chí đó là tốt hơn vợ cũ của ảnh. À trong đầu của chị của ảnh ảnh nghĩ là chị này có khoảng thời gian sống bên Mỹ thì chắc chắn là về tư duy của chị này nó sẽ có những cái gì đó nó hiện đại và mình có thể là học hỏi được từ vợ mình một cái góc nhìn gì đó à, nó xa xôi mà nó hay ho đó. Thì à, ảnh mới thấy là nếu vậy thì ok mà cộng thêm nữa là gia cảnh của cái chị Thoa giàu thì chắc chắn là không có sợ cái vấn đề là chị Thoa sau này á, là vì ham tiền mà tranh giành tài sản với lại con của ảnh ảnh nghĩ trong bụng vậy nhóc gì cho nên ảnh mới quyết định là đến hôn nhân với lại chị Thoa đôi bên đều có cái sự toan tính chị Thoa cũng có tính toán với anh N mà anh N cũng có sự toan tính với chị Thoa cái cuộc hôn nhân này hoàn toàn là một cuộc hôn nhân dựa trên sự toan tính mà đến chứ nó không phải là xuất phát từ cái tình cảm chân thành quý vị thì bây giờ nếu như mà cưới vợ như vậy Thì thật sự bên ngoài người đời nhìn vô là sẽ thấy đôi bên gọi là trai tài gái sắc Môn đăng hộ đối đó Thì sau khi mà xúc tiến kết hôn xong xuôi sau đám cưới Thì theo y chang như cái kế hoạch ban đầu Mà đôi bên đã thương lượng thỏa thuận trước khi đến với hôn nhân Cái anh nào nè anh sẽ, ảnh à, sẽ mua một lô đất và anh xây lên một cái căn nhà 3 tầng Kèm bên dưới là có một cái hầm xe để mà cho những cái người người ta thuê phòng Người ta sẽ có cái chỗ hầm xe để người ta để xe máy đó. Thì anh này anh mới xây lên một cái căn nhà như vậy và sau đó ảnh để cho chị vợ ảnh là chị thoa đứng tên cái căn nhà đó đứng tên căn nhà đó nha quý vị căn nhà cho thuê đó đó ba tầng đó là ảnh hoàn toàn để cho chị đứng tên luôn song song bên cạnh đó ảnh còn mua thêm một cái căn nhà khác nữa và ảnh tu sửa lại căn nhà đó sẽ là căn nhà để vợ chồng ở riêng và mỗi lần ảnh ở sài gòn ảnh về dưới quê thăm chỉ ở với chị qua đêm thì sẽ có nhà riêng của hai vợ chồng thì bây giờ căn nhà mà mua lại và tu sửa đó ảnh cũng để cho chị thoa đứng tên thì có nghĩa là bây giờ chỉ cần mà chị thoa làm vợ ảnh là chị thoa được đứng tên hai cái lô đất hai căn nhà đó là một cái căn nhà để thuê ba tầng và cái căn nhà chính hai vợ chồng chung sống có gì không thì cái này là nó đã có cái sự giao kèo ngay từ đầu anh n à, ảnh có nói với chị thoa một cái điều như trước khi đến với vợ chồng ảnh có nói thủ thủy với chị là bây giờ giống như là tôi á, à, cưới em làm vợ thì tôi á trong lòng tôi á tôi không muốn có con với em anh anh nờ anh có nói với chị thoa ngay từ đầu nha là anh không có muốn có con với chị thoa tại vì trong đầu của ảnh anh nghĩ là anh đã có đủ nếp đủ tẻ rồi Anh đã có một trai một gái rồi ở trên sài gòn với con của vợ cũ cái điều đó là điều thứ nhất và cái điều thứ hai là anh nói với chị thoa đó ban đầu ảnh không có định đi bước nữa ảnh chỉ định là thuộc dạng như là chia tay vợ rồi ảnh chỉ định giống như là vui chơi ông bướm qua đường thôi nhưng à, rồi đợi tới khi nào mà về già đó Thì lúc đó con cái nó lớn rồi Hai đứa con nó lớn rồi á Thì lúc đó ảnh sẽ tìm cho ảnh một người bạn Tri kỷ tâm giao bầu bạn lúc tuổi già thôi Thì ảnh mới tâm sự với chị Thoa vậy Nhưng mà khi mà đến đầy tháng và gặp chị Thoa Thì đôi bên giống như nó cũng có một Cái gì đó gọi là say nắng với nhau á Thì nó bị thay đổi cái kế hoạch Ban đầu của ảnh đi Nên ảnh quyết định đến với hôn nhân chị Thoa nhưng mà mặc dù vậy ảnh không có con chị Thoa không phải là vì ảnh không thương ảnh không muốn có con với chị mà là chẳng qua ảnh không muốn thiệt thòi cho hai đứa con riêng của ảnh cái chuyện á mà ảnh chia tay với vợ á, và vợ ảnh á, đi ngoại tình á để cho ảnh phát hiện á cái điều đó là cũng là một cái cú sốc tinh thần với ảnh cái thứ hai là hai đứa con ảnh nó, nó đã thiệt thòi về cái phần là cha mẹ mẹ thì đi ngoại tình với người ta ba thì bây giờ đi lấy vợ khác thì trong đầu của ảnh ảnh nghĩ hai đứa con ảnh nó bị những cái vấn đề như vậy đó thì nó thiệt thòi hơn nhiều so với những cái đứa con bình thường khác đó, những cái đứa bé bình thường khác nên là ảnh không muốn sau này khi mà ảnh già đó, ảnh mà lỡ anh có mất trước chị Thoa đó, ảnh không có muốn cái vấn đề mà lỡ con riêng con chung của nó đấu đá nhau rồi lỡ mà con của ảnh với chị Thoa đó sau này á, nó có chị Thoa là bệ phóng đó, thì nó sẽ ăn hiếp hai cái đứa con riêng của ảnh thành ra ảnh mới giao kẹo chị thoa ngay từ đầu là tôi không có con với em nha tôi chỉ cưới em tôi chỉ cho em về mặt vật chất thôi nhưng mà về con cái tôi không cho em được thì từ ngày cưới xong rồi lo chỗ ở cho vợ chu toàn và cho vợ đứng tên hai lô đất hai căn nhà như vậy rồi thì bây giờ trong lòng của anh 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 nờ này nè anh nghĩ bụng là anh đã lo hết tâm hết sức rồi những cái gì thỏa thuận ban đầu trước khi vào hôn nhân là ảnh đều thỏa thuận sao thì bây giờ ảnh làm yên như vậy rồi thì ảnh thấy ảnh không có cái gì mà gọi là trật hết trơn á cho nên ảnh yên tâm và ảnh quay trở lên sài gòn để mà ảnh chăm sóc tiếp tục kề cận sống với hai đứa con riêng à, hai đứa con mà 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 với vợ cũ và cũng như là lên trên đó để mà điều hành công ty quán xuyến công ty của ảnh ở trên sài gòn và bây giờ quý vị mặc vợ chồng mới cưới mà anh anh n này anh chỉ có ở dưới quê có một tuần lễ đầu sau cưới thôi sau đám cưới ảnh ở dưới quê được một tuần lễ thôi sau đó anh lên sài gòn và ảnh cứ kiểu như đi đi về về và thưa thớt thưa thớt vậy đúng vậy ảnh tập trung là sống ở sài gòn là chính tại vì công ty cũng trên đây nhà cửa cũng trên sài gòn đây và hai đứa con của ảnh mà ảnh thương mến cũng là sống ở trên Sài Gòn, đi học ở Sài Gòn Thành ra bây giờ là bao nhiêu cái thời gian của ảnh Ảnh dành gần như là 70% cái thời gian của ảnh Ảnh dành cho cái cuộc sống ở Sài Gòn Nhiều hơn là ảnh về dưới quê, ở với lại chị Thoa Thì dĩ nhiên ban đầu chị thoa chị cũng thấy cái chuyện đó là bình thường tại vì đôi bên đã có sự thương thảo ngay từ đầu anh này cũng có nói rõ là bây giờ tôi cưới em nhưng mà tôi vẫn gì tập trung sống chính là ở sài gòn một là em theo tôi lên sài gòn sống với tôi luôn rồi em ở nhà đó em chăm sóc hai đứa con của tôi với cái người vợ trước đúng không à, em ở nhà cơm nước lo cho hai đứa con của tôi rồi tôi thì tôi đi làm mỗi tháng tiền bạc bao nhiêu tôi vẫn cho em chu cấp cho em đàng hoàng tử tế nếu mà em chịu thì em lên Sài Gòn sống với tôi Như vậy thì rất là tiện luôn Tôi không cần phải đi tới đi lui giữa Sài Gòn và dưới quê Nhưng mà lúc này chị Thoa chỉ không chịu quý vị Ngay từ đầu nói mà chị Thoa không có chịu Chị Thoa chỉ nghĩ trong bụng là nếu như mà bắt chị đi lên Sài Gòn sống với ảnh luôn á Thì thứ nhất á, là lên Sài Gòn sống luôn như vậy Thì phải lo cho hai đứa con của ảnh Mà cái vấn đề này thì nó lại nhạy cảm Tại vì nếu mà lên trên đó lo cho hai đứa con của ảnh á mà nếu mà vợ lỡ mà hai đứa nhỏ nó nó nói cái gì tầm bậy thôi là ảnh sẽ binh hai đứa con của ảnh ảnh thương hai đứa nó nhiều ảnh sẽ binh hai đứa nó và ảnh sẽ hà hiếp chỉ mà lúc đó ở trên sài gòn chỉ là không có ba mẹ bên cạnh không có người thân nữa thì chỉ thấy chị yếu thế quý vị cho nên khi mà cái anh n đặt cái trường hợp là đưa vợ đi lên sài gòn sống chung thì chị thoa chị bác bỏ cái ý kiến đó liền và chị không chịu mà không những vậy mà má của chị thoa cũng không chỉ muốn con gái mình đi khỏi cái xứ này bà cũng muốn là chị thoa sống ở dưới quê à, để có gì á, mẹ con á, qua lại qua lại với nhau bả bả giống như là cũng thường xuyên là giống như đem đồ ăn đem này, này này kia qua cho con gái ăn thì giống như là mẹ con gần gũi nhau vậy bả muốn là chở che chở che cho con mình bả không muốn con đi lên sài gòn rồi lúc đó giống như là có những cái gì đó khuất tất á bả không bên cạnh thì con bả thiệt thòi nên là khi mà các anh nào lấy chị Thoa đó hầu như là mọi ý kiến đều muốn chị Thoa là phải sống dưới quê Còn cái chuyện anh nào cứ sống ở Sài Gòn cái cuộc sống của ảnh thỉnh thoảng thì ảnh về anh thăm vợ thôi cái kiểu cuộc sống như vậy đúng không vậy ngay từ đầu nó đã thỏa thuận vậy cho nên là sau khi đám cưới xong một tuần thì anh anh nợ à, anh ở dưới đó gọi là gọi là cái tuần trăng mật đi một tuần lễ sống dưới quê với vợ là coi như sau đó ảnh quay lên trên sài gòn á là anh cứ kiểu như là cách một thời gian á là ảnh cứ quay về anh thăm vợ ngủ lại một hai đêm rồi ảnh lại lên sài gòn nhưng mà 70% phần trăm thời gian của ảnh là ảnh sống ở sài gòn là chính thì cái lúc này quý vị dù là chị thoa ở ở dưới quê chỉ đôi lúc chỉ có trống vắng đi chị cũng không thể nào trách anh n được tại vì cái này là do chị quyết định chỉ chọn mà, chỉ chọn sống quê mà chỉ đâu có trách trách cho chồng mình được đâu quý vị. Thì bây giờ mỗi tháng cái căn nhà trọ mà ba tầng á là bây giờ mỗi tháng là tiền thuê nhà đó của những cái người khách mà người ta tới người ta thuê phòng ở trong căn nhà đó đó là mỗi tháng bao nhiêu tiền là vô túi của chị Thoa hết và chị Thoa bây giờ là căn căn nhà đó giống như là cái nguồn thu riêng của chị. Anh nào cho chỉ hết tất cả số tiền mà của người thuê nhà ở đó, đó là bao nhiêu tiền là cho chỉ hết luôn coi như đó là cái khoản chu cấp cho vợ hàng tháng để cho chị Thoa có tiền chỉ thoải mái sống một cuộc đời thoải mái vui vẻ thích gì mua đó để cho chị giải khuây tại vì anh cũng biết là sống mà không có chồng bên cạnh thường xuyên như vậy á, người phụ nữ sinh ra là nhàm chán và buồn nhiều khi tuổi thân cho nên là anh mới để cho chị có một cái đời sống vật chất rồi là dư giả như vậy để mà vợ mình thích gì mua đó thích gì mua đó để mà tìm niềm vui trong những cái chuyện như là shopping hay là làm đẹp quý vị thì ít nhiều gì Mình phải nói rằng là cái anh N này Anh cũng khó có thể nào mà cân bằng giữa đôi bên Giữa hai đứa con với vợ cũ và cái người vợ mới Đúng không quý vị? Nó cũng rất là khó Nhưng mà bây giờ ảnh cân lo đông điếm vậy Thì nói nào ngay là theo như nêu mười đứng khách quan bên ngoài Thì thấy ảnh cũng đã cố gắng lắm rồi quý vị Chứ bây giờ nếu mà bắt ảnh mà bỏ sự nghiệp ở trên Sài Gòn mà đi ôm hai đứa con với vợ cũ mà đi về dưới quê sống thì có phải chăng là thiệt thòi cho hai đứa con nữa không nó đang học ở trên sài gòn nó học trường sang trường xịn ở trên sài gòn nó quen rồi tự giờ bắt hai nhỏ đi về dưới nông thôn học trường dưới nông thôn làm sao mà được đúng không đó là cái thứ nhất cái thứ hai là hai đứa nhỏ nó đã thiệt thòi cái vấn đề là nó không có mẹ ruột ở bên cạnh này bây giờ bắt hai đứa nhỏ đến một ở một cái quê khác sống rồi sống với một cái người mẹ mà gọi là người mẹ kế nữa thì làm sao mà có thể là gọi là hai đứa con nó chịu đựng được quý vị thì cái anh nào này anh quyết định được chọn là ảnh phải ở Sài Gòn nhiều hơn với con cái này là mình thật sự mình không trách ảnh được. ảnh cũng đã từng đưa ra cái ý kiến là muốn vợ ảnh đi lên Sài Gòn sống cùng mà tại vì chị Thoa và má chị Thoa không chịu chứ không phải là ảnh chưa từng có cái ý là rước vợ lên đúng không quý vị cho nên mình không trách cái người chồng trong cái câu chuyện lúc này nha trong cái lúc giai đoạn này là không, hoàn toàn không trách anh N được. xoay về cái vấn đề là hai căn nhà ở dưới quê để cho bà Thoa đứng tên để mà sau này á ba căn nhà ở trên Sài Gòn anh N anh đã tính sẵn rồi. Bây giờ trên Sài Gòn có 3 căn nhà nhưng có một căn á là nhà ở, gọi là nhà chính của ảnh ở với hai đứa con. Thì căn nhà đó sau này về già đó ảnh cũng sẽ là căn nhà để ảnh dưỡng tuổi già, che mưa che nắng. Còn hai cái căn nhà mà hiện tại ảnh đang cho người ta thuê á thì ảnh định á là sau này á khi hai đứa con của ảnh một gái một trai nó lớn nó trưởng thành nó lập gia đình rồi ảnh sẽ cho mỗi đứa một căn và trong cái 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 sự mà tính toán như vậy quý vị ảnh đã tính toán toan tính gì sẵn rồi thành ra bây giờ là đối với ảnh giống như là mọi người đều có được hưởng hết con ảnh cũng có được hưởng mà chị thoa đó cũng được hưởng luôn thì như vậy là ăn đồng chia đủ mà không những vậy chị thoa còn lời nữa chỉ có được tới hai cái nhà lần ở dưới quê quý vị trong khi con ảnh thì mỗi đứa chỉ có một cái thôi đúng không thì ảnh đã tính như vậy là đã quá là lợi cho chị thoa rồi thì bây giờ thuộc hôn nhân mà bây giờ chồng ở một nơi, vợ ở một nơi Mặc dù á, là cũng là cùng ở trong một cái gì đất nước Việt Nam Nhưng mà bây giờ hai người ở hai cái nơi khác nhau Một người Sài Gòn, một người ở cái tỉnh Sa Lắc, Sa Lơn thì bây giờ vợ chồng ở xa nhau như vậy một khoảng thời gian gặp nhau càng lúc càng ít hơn mà lại không có con nữa thì bây giờ nó không có con thì nó không có cái sợi dây gắn kết hồi nào giờ vợ chồng đến với nhau là sao sau đó là phải sinh con đẻ cái để gì để giữa đôi bên nó sống nó có trách nhiệm một chút nhìn vô đứa con đó, nó là cái sợi dây kết nối giữa ba và mẹ mà bây giờ giữa chị Thoa và anh N này hầu như không có con thì dĩ nhiên quý vị sống mà kiểu như thiếu chồng mà lại không con nữa thì chị chị tho bắt đầu á là cảm thấy càng ngày càng sinh lòng buồn chán với chồng. Nhiều lúc á chị cũng hay khóc lóc rồi hay giống như là kêu ca rồi nhắn tin trách móc rồi chửi sủa anh nờ. Những cái lúc đó thì một cái người chồng đi làm ở trên Sài Gòn đã quá áp lực với công việc rồi quý vị mà cộng thêm là còn phải gì lo nghĩ cho hai đứa con của mình nữa, phải dành thời gian để mà đưa hai đứa con mình đi chơi đặng để mà cho hai đứa con nó có thời gian với cha nữa. Mà bây giờ còn thêm cái người vợ ở dưới quê lại không hiểu mà ngược lại cứ trách cứ trách cứ thì dần 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 anh nờ anh cũng giãn luôn tức là anh cũng giãn cái thời gian mà muốn về với quê thăm vợ và cũng như là giãn giãn dần cái thời gian mà gọi điện nhắn tin với lại chị thoa luôn tại vì mỗi lần gọi điện mỗi lần nhắn tin là chỉ thấy trách hờn trách hờn chứ không bao giờ thấy một cái lời động viên từ vợ thì cái người chồng người ta ghét người ta cũng nản quá vậy người ta cũng nản và người ta không thể nào mà muốn đối diện với một cái một cái người mà chỉ toàn là tiêu cực được thì bây giờ càng ngày chị thoa bây giờ đem ra cái lòng giống như là dạng như hận chồng tại sao mà giống như là chắc chắn là ổng ở trên sài gòn ông có bồ nhí ổng có nhân tình trong đầu của chị thoa là chị nghĩ vậy nha chị nghĩ là chắc chắn là cái anh nào chồng chị ở trên sài gòn có nhân tình rồi có con nhỏ bồ nhí nào đẹp ngon lành hơn chị rồi cho nên bây giờ ghét rồi không muốn về quê thăm vợ mà giống như là gọi điện nhắn tin cũng thưa dần thưa dần nói chuyện thì cục ngủng cục ngắn không thì cái người phụ nữ lúc nào cũng sẽ sinh nghi cái điều đầu tiên đó là chồng mình có nhân tình và cái điều đó không ai khác là chị thoa cũng có cái suy nghĩ y chang xì si ben vậy luôn quý vị và bắt đầu á, là kiểu như trong đầu chỉ nảy sinh ra cái ý định là bây giờ nếu mà ông đã tìm được cái niềm vui cho riêng ông rồi thì tôi cũng phải tìm một cái niềm vui cho riêng tôi và bắt đầu á là cái chị thoa này chỉ sinh ra cái gì rồi, lấy hết tiền tiền bạc tối ngày đúng không bây giờ ông không không chịu ở bên cạnh tôi ông lấy tiền ông cho gái ở trên sài gòn vậy thôi nếu vậy tôi sẽ bào tiền của ông thì bây giờ trong đầu chị thoa chỉ mặc định là anh nợ à, chồng chỉ ở trên sài gòn có bộ nhí nuôi nhân tình thì bây giờ thay vì ông lấy tiền đó ông nuôi mấy con nhỏ nhân tình ở bên ngoài ấy, thì bây giờ tôi như là vợ hợp pháp của ông tôi bào tiền ông đúng không? Thì chưa thôi mới tính cái đường ấy, là bây giờ ngoài cái tiền mà ở cái căn nhà 3 tầng mà cho thuê phòng trọ mỗi tháng chỉ lấy tiền bỏ túi riêng á Thì bây giờ chỉ còn xin tiền thêm của cái anh nào chồng chỉ nữa à, Chỉ cứ xin và chỉ cứ diện cớ là chỉ lấy tiền đó để mà gì chỉ muốn khoay khỏa chỉ muốn đi làm đẹp muốn tân trang nhan sắc cái này cái kia và chỉ cứ lấy cái tiền đó và chỉ đi công nhận là có thiệt là chỉ có đi làm đẹp thiệt nha quý vị cũng có đi beauty đi làm đẹp đồ này kia rồi chỉ cũng có gì cũng đi massage rồi cũng đi spa thư giãn đồ là có nhưng mà cái số tiền chi vô những cái khoản đó nó không nhiều như là cái mức mạnh chỉ chỉ đặt ra chỉ xin chồng chỉ chỉ xin chồng chỉ rất là nhiều nhưng mà anh nợ à, thì anh nghĩ bụng là bây giờ mình phụng vợ mình buồn thì bây giờ muốn cho tiền để khỏa lấp thì bây giờ cho cho xong cho rồi để bà đừng có phiền mình nữa không thì anh nợ à, cứ ung dung là cứ vợ xin bao nhiêu là cứ cho bao nhiêu để cho bà xài cho tới một cái ngày quý vị à, chị thoa với lại chị tính hai người nghe cái tin á là anh đờ chồng của chị tính và anh nờ chồng của chị thoa hai người đàn ông này nè sẽ cùng đi à, theo một cái công trình ra ngoài đồng nai và sẽ ở đó rất là lâu tại vì công trình đó nói chung là nó cũng khá là lớn và hai người phải ở ngoài đó túc trực 24 trên 24 gọi là ăn ngủ ở ngoài công trường công trường luôn thì lúc này quý vị bà bà thoa này nè bà mới thường xuyên hồi trước là chồng chồng với bà lục đục đúng không bà thường xuyên là bà tự đi chơi đi massage đi hư giãn đi spa đó thì bà quen quen được những cái địa điểm mà massage spa bà hay lui tới thì lúc này khi mà nghe tin hai cái ông chồng này của hai bà không về dưới quê thường xuyên được nữa mà bây giờ cấm xào ở ngoài đồng nai hai bà thường xuyên bắt đầu bây giờ là làm niềm vui qua lại cho nhau con của lại con của bà tính á, con của chị tính á, thì bây giờ là thuộc dạng như là có bà vú ở nhà cái bà giúp việc mà già già đó thì bây giờ bà đó ở nhà bà chăm con mà con chị tính thì bây giờ nó cũng cứng cáp rồi bây giờ gọi là chị tính chị cũng thành là gì à thoải mái vui chơi tự do giống như không cần phải lo nghĩ gì nhiều ở nhà thì có giúp việc lo cho con mình à, lo nhà cửa quán xuyến mình đâu cần gì lo chồng thì cũng đi rồi đâu có mình đâu có chồng ở nhà đâu và thế già dạ, bây giờ hai người đàn bà không chồng bên cạnh rủ nhau đi chơi chị tho với chị tính mới bắt đầu bài nhau á, là bây giờ đi làm đẹp đi chơi bà tho bà rủ bà tính nha bây giờ bà đi làm đẹp đi giống tôi nè tôi bữa giờ tôi đi đi, đi nè chồng tôi bỏ tôi là tôi đi, đi đi vậy đó mình phải đẹp lên nè đặng cho mấy ông chồng sáng mắt ra không thì bà tho bảo mấy bài bà tính á, là mấy anh cha nội mà kỹ sư đi 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 như chồng của tụi mình là thế nào làm gì không có chuyện mà tầm bậy tầm bạ bên ngoài bây giờ mình ở nhà mình âu sầu rồi mình ở nhà mình buồn chán chi bây giờ tôi với bà hai người đi làm đẹp hai người đi tân trang ngăn sắc đi độ lo độ thùng lên đúng không nặng mấy mốt hai ổng mà ví dụ như lâu lâu gặp lại nhìn thấy hai con vợ nhứt cái nách nhứt cái nách là bắt bắt đầu là hai ổng sẽ gì à, sẽ từ bỏ hết những cái cuộc vui bên ngoài để mà quay về với tụi mình thì bà tho bảo mới kích bà tính thì bà tính bà lúc này bà cũng nghĩ bụng là ờ bà tho nói có lý không thì bây giờ mình cũng đã đẻ chữa hết một đứa rồi bây giờ mình cũng hơi sồ rồi mình đi độ lo lại mình đi làm này làm kia lại tân trang lại thì bây giờ bà thoái bà tính hai người ngủ à, ngủ lại qua đêm tâm sự nhau cái đêm hôm đó và bắt đầu ngủ nhau đi làm đẹp thì bắt đầu những cái chuỗi ngày không chồng xa chồng và hai người tối ngày chỉ có gì làm đẹp và vui chơi à, thì hai người mới bắt đầu thường xuyên á, là bà thoa rủ bà tính á, là bây giờ sau những cái lần mà làm đẹp vậy xong đúng không thì đi làm đẹp như vậy thì cũng thư giãn ở những cái spa massage này kia sau một thời gian thì hai người thấy cũng chán với cái chuyện làm đẹp rồi bây giờ làm đẹp thì làm một cái khoảng khoảnh khắc thời gian nào đó thôi chứ đâu phải làm hoài làm hoài ngày nào cũng làm thì bây giờ những cái lúc mà không đi làm đẹp vậy không đi chơi không có đi đến những cái chỗ spa massage vậy thì bây giờ đi đâu kiếm cái gì để vui vui để mà mình có thể là gì giải sầu thì bà tho mới ngủ bà tính thôi bây giờ mình đi đánh bài tại vì hồi đó tôi có mấy người bạn mà đi karaoke chúng tôi á, bài đánh bài ở trong karaoke rất là vui thì bây giờ để tôi ngủ cái đám bạn nó đi đánh bài à, đó bắt đầu là bà tho lôi bà tính đi đánh bài chung và bây giờ hai người thuộc dạng là tỷ tỷ mụi mụi đó hai tỷ mụi này không có gì ngoài tiền hết thì lúc này quý vị tiền từ gia đình hai bên à, lẫn là tiền của chồng cho mặc sức tiêu pha xài thoải mái thì bây giờ hai bà lấy cái tiền đó đổ vô trong những cái gì những cái trận vui chơi làm đẹp và bài bạc bây giờ hai người này á, chơi hoài thì cũng phải có ngày chán quá gì nói chung là làm gì mà làm hoài làm hoài thì nó cũng phải chán thôi nên là hai người này á, cũng bắt đầu là chơi đến bài nhưng mà cũng thấy chán rồi mà xa chồng lâu á, thì hai người đàn bà bây giờ cảm thấy thiếu thốn nhiều và cần cái nhu cầu đáp ứng cái vấn đề mà ấy ấy quá gì thì cái chuyện chăn gối bây giờ vợ chồng hai bà đều như nhau bây giờ chồng đi sao vắng quá bây giờ là coi như là em không khất khỏi đợi chờ quý vị bây giờ hai bà ở nhà đợi chờ rồi bây giờ hai bà gần gần tới giờ thành hai hòn đá hòn nhẫn phu phải không thành ra là bây giờ hai bà mới quyết định là bây giờ cần cái gì cần phải tìm cái niềm vui trong những cái chuyện mà để gì để giải giải quyết cái nhu cầu tại vì bây giờ hai bà bây giờ xa chồng thiếu vắng cái vấn đề sinh lý rất là nhiều quý vị thì hai bà bây giờ giống như là những cái niềm vui kia nó cũng không đủ để cho hai bà này cảm thấy là thật sự là nó thỏa mãn cái bản thân của mình và nó đáp ứng được cái nhu cầu giải quyết cái nhu cầu sinh lý nên là bà thoa với bà tính mới bắt đầu là than với lại những cái người bạn chơi đánh bài á à, than với mấy cái bà bạn chơi đánh bài chung á là giống như uh, bây giờ giống như chơi, chơi, đánh bài hoài tôi chán quá bà ơi kiểu dạng than than nhau trong cái lúc mà chơi á thì có một cái bà đó bà cũng là chơi chung trong cái nhóm đánh bài mà cũng dân có tiền luôn bà mới nói với lại bà thoa và bà tính bà nói bây giờ tôi biết có một cái chỗ này mách sa mệt nha bây giờ hai bà đi không vô đó là vừa vui vẻ vừa thoải mái tinh thần mà vừa xử giải quyết được cái vấn đề mà thiếu thốn của hai bà luôn nếu mà bà đi tôi dẫn bà đi tại vì tôi cũng thường xuyên hay đi tại vì bà này quý vị ông bà này là bả sồn sồn mà mới chia tay chồng cho nên là bà cũng hay đi chơi ở những cái điểm đó thì bà mới nói là giờ hai bà đi thì tôi dắt hai bà đi lúc này thì dĩ nhiên là bà tính bà có cái sự do dự quý vị tại vì bà nghĩ trong bụng là ở nhà bà có con nữa cho nên bà làm cái gì bà phải nghĩ tới cái đứa con ở nhà nhưng mà bà Thoa thì khác Bà Thoa là ung dung không Không con Mà bây giờ chồng không bên cạnh Nên bà Thoa mới kích với bà Tính á, Là đi 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 à, Bây giờ mình đi á, Một lúc mình vô đó ăn bánh trả tiền Không ai biết đâu kiểu dạng vậy Và bắt đầu thì hai bà Đúng không bà Tính thì bà đang thiếu thốn cái chuyện đó Bà cũng thiếu mà thì bây giờ dù là có nghĩ tới con nhưng mà cái nhu cầu á cái nhục vợ cái vợ cười là cái cái ham muốn nó nó làm cho con người ta bị lôi cuốn cái gì nên là bà tính bà nghe theo bà thoa à, kích 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 bả và hai người đi thì khi hai người đi chung với cái bà bạn đánh bài là ba người đi đến cái cơ sở massage mệt mà chỗ cái bà đó vợ chỉ chỉ điểm để mà đi đó thì cái cơ sở massage mệt này nó nằm ở trên cái tỉnh quý vị thay vì là chỗ mà dùng quê của mấy người này sống là ở thị trấn thị xã thì bây giờ cái này là cái chỗ cơ sở massage mệt nó nằm ở trên tỉnh thì cái bà đó mới dẫn là ha, bà Thoa và bà Tính đi lên trên đó là ba bà đi lên cái cơ sở massage mệt đó để mà thư giãn giải khuây, đúng không thì khi mà lên trên đó cái bà kia là dạng như khách quen ở đó mà khách quen mà vừa vô cái là có người ra o bế liền và bà này bả mới nói là bây giờ cho ba bà vô chung một phòng thì mới kêu là bây giờ yêu cầu ba thanh niên ngon lành vô để mà mách xa và giống như là này kia này kia cho khoay khỏa cho ba bà thì sau nhiều lần mà mà đến lần đầu đúng không thì bây giờ đến lần đầu thấy vui quá bắt ghiền quý vị bắt ghiền thì những lần sau á bà Thoa này với bà Tính nè Hai người âm thầm là đi mà không có rủ bà kia Có nghĩa là sợ mà rủ bà kia lâu lâu kéo kéo rồi cứ đi chùm đi chùm vậy hoài Mai mốt bà kia bác sĩ vô trong cái nhóm bạn đánh bài Bác bà nói là hai bà này tối ngày đi với tôi vậy là coi như nó thúi nguyên cái mặt luôn không Là tức là nó đồn tới đồn lui lỡ dưới quê ai cũng biết nên thành ra đó là đi cái lần đó là một lần duy nhất là lỡ cơ là đi giống như đi nhấp thử với lại bà đó thôi và sau đó thì ha, bà Thoa với bà Tính này giả vờ nói giống như là thôi tôi đến mấy chỗ đó tôi đến lần giải quyết vậy đủ rồi tôi không đi nữa kiểu dạng giả vờ giống như giống như là lần trước bà ép tôi quá thì tôi đi thử cho biết thôi chứ tôi không muốn đi dạng vậy đó đặng để mà đóng kịch đặng để cho bà đó bảo nghĩ là bà Thoa với bà Tính cũng dù sao cũng là phụ nữ đàng hoàng không nhưng mà không quý vị đằng sau lưng á là cái ngày hôm đó sau khi massage mệt xong bà Thoa đã lén lút đó là ăn gơ với cái người quản lý ở cái cơ sở massage mệt đó bà Thoa ép số điện thoại của cái người quản lý ở đó và thường xuyên á là đặt phòng đặt uh, nhân viên mà bà yêu thích rồi bà Thoa và bà Tính thường xuyên hai bà rủ nhau đi lên trên đó khuây khỏa không cho ai biết quý vị nhưng mà bây giờ quý vị biết rồi chơi hoài thì cũng lại gì lại bắt đầu hai bà lại bắt đầu thấy chán và suy nghĩ không phải là chán mà hai bà bây giờ suy nghĩ qua thành cái chiều hướng vậy bà Thoa với bà Tính hai người mới nằm trăn trở suy nghĩ nếu bây giờ hai đứa mà cứ đi chơi hoài đi ra đi vô đi ra đi vô trong cái điểm massage đó hoài nó cũng không phải là cách tại vì bây giờ nó sẽ có hai ba vấn đề có thể phát sinh cái thứ nhất á, là đi đến những cái điểm mà massage không lành mạnh á, thì nó sẽ dễ lây nguy cơ lây ra các cái bệnh mà liên quan tới cái đường tình dục vân vân thì nó không có tốt sức khỏe cho cả hai và cũng như là bà tính á, đã có con gái ở nhà rồi mà con gái còn nhỏ nữa rồi mắc công rồi lây bệnh tùm lum cho con mình nữa cho nên là hai bà ngồi suy nghĩ là cái chuyện đó nó cũng không nên thêm cái điều thứ hai nữa là mỗi lần đến cái cơ sở massage không lành mạnh như vậy mình vui vẻ như vậy mình phải bo rất nhiều tiền cho những cái cậu thanh niên mà mình đến đó vui vui chơi mình bỏ bỏ tiền ra rất là nhiều bo đồ này kia nọ thì hai bà này thấy giống như về lâu về dài mà nếu mình bắt kiền mình đi hoài đi hoài mình tốn biết bao nhiêu tiền để mà bo rồi mình mỗi lần đi và phát sinh chi phí đủ thứ thì tính ra đó trung bình một tháng mà để hai bà vui vẻ nó tốn rất nhiều tiền cho nên hai bà ngồi nhẩm 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 trong trong bụng không mới thấy là uh, nếu mà mình chỉ vui chơi như vậy ăn bánh trả tiền như vậy mà tại sao mình lại còn đi kiếm những cái đứa mà nó không sạch sẽ mình chơi mà mình lại bo cho nó rất nhiều tiền đổ đưa vô đó rất nhiều tiền mà nhiều khi mình mình xui xui mình còn ôm cái bệnh bậy về nhà nữa không thì hai bà thấy nó nó hơi vô lý rồi thêm cái điều thứ ba nữa là cứ qua lại ở những cái điểm như vậy đó thì có ngày á là cũng sẽ bị phát hiện là tại vì cái bà mà bạn đánh bài đó bà cũng hay lui tới đó khách mối ở đó mà lỡ mà chẳng may xui xui bữa nào đi mà trúng lúc mà trùng hợp mà gặp mặt đụng mặt bà kia là có nghĩa là nó sẽ bị quê lắm tại vì hôm bữa đóng phim với bà kia là nói là tôi không thích đi mấy chỗ đó tôi đi thử một lần thôi mà bây giờ nếu mà bị bà kia phát hiện vậy là bà kia sẽ đồn rừng rần lên là còn càng xấu mặt và chưa kể là bà kia nói mà mất công nói tới nó lui là tới tay hai ông chồng này nữa là còn tiêu tùng nữa quý vị nên là bà thoa với bà tính nằm đêm mới trăn trở tâm sự và và suy nghĩ là giống như là cái chuyện mà mình đi đến cái cơ sở massage xa mệt này hoài á nó không có an toàn cho hai đứa thì bây giờ mới tính theo cái phương án mà thuộc dạng như là phương án lâu dài á để mà mình có thể vừa tiết kiệm chi phí vừa an toàn cho mình mà mình vừa được vui vẻ thỏa mãn nữa thì bây giờ hai bà mới lên một cái kế hoạch như vậy thì cái kế hoạch đó, nó sẽ như thế nào và cái câu chuyện gây cấn phía sau đó, nó sẽ diễn biến ra làm sao thì xin mời quý vị cô chú anh chị mình sẽ sẽ theo dõi tiếp cái câu chuyện giữa cái đôi bạn thân bà tính với bà thoa nó quậy đục nước ở cái khúc phía sau phần 2 để nó như thế nào và cái dẫn chứng kết quả cuối cùng là cái kết nó làm sao thì xin mời quý vị theo dõi phần 2 còn giờ thì video cũng đã thời lượng cũng hơi dài thì nếu mời khép lại ở đây kết thúc cái phần 1 xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong cái video phần 2